10 đây. Mọi người nhìn rõ chưa? Đấy thì cái ST đề bài cho nó sẽ là như này. Đề bài nó cho các ST này để em đọc kỹ trong đề bài sẽ thấy nhé. Người ta sẽ cho là ST người ta cho trước rồi này, cái này cũng cho trước rồi này. Cái này hình như chưa đúng không? Mình phải suy ra một chút. Câu 80 đây. À, để thầy insert vào luôn cho nó dễ. Chạy thiếu câu 80 này, insert vào đây. Chèn. Tính này. Tải lên từ máy tính. À, là số bao nhiêu đây? D84. Đâu đó. D84 đâu, phải làm nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy. Đâu mất giảm này. Đấy thì cái này chúng ta đọc kỹ một chút là chúng ta thấy thôi, là cái này người ta cho rồi. Đầu tiên là ST no đơn chức là HCOCF3 này. Đấy. Cũng đồng đẳng hóa thôi. ST không no một liên kết đôi CC. Thì cái này chưa biết liên kết đôi nằm ở đâu, nhưng mà chúng ta đọc vào dữ kiện ancol thì chúng ta sẽ biết ba ancol một cùng dãy đồng đẳng. Đang trả cho. Ba ancol cùng dãy đồng đẳng thì chắc là cũng suy ra được là ancol no đấy, nhưng nó sẽ hơi lâu một tí. Mình lấy luôn ancol no. Đấy. Thằng kia nhiều nối đôi quá, mình lấy ancol này no luôn. Nhé. Được chưa? Mình có thể lấy luôn ancol no cũng được, đoán thôi. Hình như nó có dữ kiện gì suy ra. Thầy chưa xem kỹ cái đấy. Thế còn cái ST còn lại là ST hai chức, nhìn chưa biết thằng nào, thì chúng ta thấy là ancol đây là ancol đơn chức rồi. Ancol một cùng dãy đồng đẳng này thì chắc là chỉ là đơn chức thôi. Chứ không không mấy khi mà ancol hai chức cùng dãy đồng đẳng, hiếm khi cho lắm. Hai chức ba chức cùng dãy đồng đẳng hiếm lắm. Thì mình lấy luôn ancol này sẽ ở đơn chức thôi. Và như vậy gốc axit nó sẽ phải là axit đa chức. Axit đa chức thì thằng này là bé nhất, hai nhóm sẽ bàn đây thôi. Thì cái bài mình nó sẽ cho như này, 0,29 mol này, cái này 19,17 gam ancol này và 36,61 gam T này. Cộng oxy thành CO2 nước với N2CO3 này. Đó. Thì các muối chúng ta tự suy ra được các cái muối này nhé. Đó. Thì những cái bài như này thông thường mình sẽ phải đặt NaOH là 2A và N2CO3 sẽ là A mol, nó sẽ có liên hệ bảo toàn Na. Đấy, và chỗ này mình sẽ thấy là mình sẽ có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng cho cái phản ứng T này này. Và bảo toàn oxy cho cái phản ứng thứ hai này này, là mình sẽ tính được cái A và B, trong đó B là nước nhé. Đó, là tính được nốt bởi vì CO2 nó cho rồi mà. Bảo toàn khối lượng chắc là dễ rồi, bảo toàn oxy ta lưu ý là NOxy trong muối này này thì nó sẽ nằm trong gốc CONa. Đó, NOxy thì nhân 2 lên, có 2 oxy là xong. NCONa nhân 2 lên là 4A. Đấy, thế bảo toàn oxy đó, mình sẽ tính ra được. Thầy nói chỗ tính ancol như thầy. Đợt Ở đấy đây em mắc thì thôi. chỗ muối đây thì sẽ thiếu mất một phương trình rồi, nhưng muối này là bị có thể bị trùng phương trình, thì chúng ta phải dùng cái phương trình 0,29 này thì không bị trùng, nên nếu không dùng thì sẽ bị trùng. Và một phương trình Na À, câu thì này ba sáu phẩy sáu một với một phương trình nước nữa. Ở đây thầy lại viết thiếu cái nước rồi, ra có bốn ẩn nên là sẽ một thêm phương trình nước nữa. Đấy, một phương trình nước nữa thì sẽ giải ra được bốn cái. Thế còn ở đây tất nhiên đoán được tương đối thôi, bạn nào mà đoán muối ra thì đoán cũng được, nhưng chúng ta thử mấy cái dữ kiện này xem nó có đúng hay không cũng được thôi. Có thể đoán luôn là các cái muối này, các muối bé nhất, nhưng mà đoán mà ngay lúc đầu mà không ra thì chắc là hơi đen đấy, thì là hơi khó đấy. Đoán xong thì mình sẽ tính cái khối lượng xem nó có đúng không, và nhưng chưa biết số mol xong tính được gì, là bấm giải hệ, đoán xong bấm giải hệ xem có được không, còn phương trình nào thì bấm nốt là xong. Còn tính ancol thì mình sẽ đặt quay lại, mình đặt cái ste như này, đặt cái ste này. Đấy. Ancol bây giờ chỉ là có ghép thêm nhóm C2 vào thôi em. Đấy. Em sẽ đặt hiểu C2 rồi là các ancol thì sẽ là từ C3 xong thêm MC2 này, NC2 và cái này là PC2. Xong mình nhân tương ứng vào sẽ được như này. Sẽ được một phương trình 3 ẩn này. Một phương trình 3 ẩn nhé. Chỗ này xem nhìn chắc là hiểu thôi đúng không? Nó này. Là khối lượng đấy. ancol. Em cũng ra cái chỗ CH2 bằng 0,135 rồi. Đấy thì nó Nên như em này. không biết lại như nào nữa. Đó thì em và cái này là vấn đề toán học thôi, em thấy là này này, chúng ta em 0,5 nó lớn hơn 0,435 rồi đúng không? Đúng ý chưa? Vâng, thì nó không vào đấy được rồi ạ. Thế thì hai chỗ kia là biện luận nghiệm nguyên thôi, có gì đâu. Khó quá. Được. Tôi em Đó. tính không ra. Biện luận nghiệm nguyên thôi. Hai chỗ hai bước cuối này biện luận nghiệm nguyên thôi, có gì đâu. Vấn lại chứ. À, em biết tại sao em sai rồi. Em biết tại sao em sai rồi. Đấy, Lật số chỗ, một. cái chỗ COO ạ. Muối hai trước đấy ạ. Chỗ Ừ. đấy em quên mất chỗ đấy là. Có phải nhân đôi lên, em quên nhân đôi bảo sao không ra. Không nhân đôi vẫn chả hiểu gì, vì đằng nào nó vẫn là không mà. Không ạ, không ý em là kiểu cái lúc mà chạy xe hai vào ấy ạ. Thì lúc em thử 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 nhóm vào ấy ạ. Thử ăn côn đấy. Kiểu
Không mà thử, em biết giống như thầy luôn nhưng mà xong rồi em thử ấy hả? Ừ. Lấy cái số mol này cộng cộng vào xong rồi để xem nó bằng 135 không nhỉ?